Đầu tháng 6, Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam ông Trịnh Sướng để điều tra về hành vi kinh doanh xăng dầu giả. Nhiều bị ca liên quan cũng bị bắt. Câu hỏi đặt ra ở đây là xăng giả do công ty này làm ra bán ở đâu. Quá trình điều tra, Công an bắt quả tang các đối tượng đang có hoạt động pha trộn dung môi với chất kích ron tạo thành xăng giả tại 6 điểm thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng. Lực lượng công an đã tạm giữ hơn 3 triệu lít dung dịch các loại, trong đó có hơn 2 triệu lít hỗn hợp đã pha chế tạo thành xăng giả. Hơn 432.000 lít dung môi chưa pha, 3 tàu thủy, 6 xe ô tô, 5 máy bơm, 50 kg chất tạo màu và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan khác. Các đối tượng đã sử dụng dung môi pha với xăng, chất tạo màu và một số hương liệu để phu phép thành xăng giả. Kết quả kiểm nghiệm khẳng định, xăng giả không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng xấu đến hiệu suất động cơ, thậm chí có thể làm hỏng động cơ. Từ đầu năm 2017 đến nay, số tiền các đối tượng sử dụng mua dung môi là trên 3.000 tỷ đồng. Trung bình mỗi tháng các đối tượng đưa ra thị trường tiêu thụ trên 6 triệu lít xăng giả. Theo lời khai của bị can, trong đường dây xăng giả của Trịnh Sướng, một lượng xăng lớn đã được bán ở Đắk Lắk, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng.